Đây là ramen và ramen, một hình nền chúng ta hay gặp vào buổi sáng. Thường thì ramen sẽ ngủ dậy trước, ramen ngủ dậy sau. Ramen thường ngủ dậy và chơi một mình. Hey, hôm nay thì cậu gây chơi với cái man. Bà đi định răng rửa mặt mà không thấy cậu ấy khóc thay đôi gì cả. Có lẽ cái man là một đồ chơi mới cho nên cậu ta rất thích. Và bây giờ ramen thường ôm ramen, thường như vậy. Đấy, rất thương yêu nhau. Hello Ram ơi, Ram em ơi, ai ôm con đó? Ram em thì thường rất là ít khi cười, nó cười một xí thôi. Mặt nó lúc nào cũng như ông trá, khâu rau như vậy. Đấy. Em ơi. Ta 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 ta. Lắc lư cái đâu bà coi. Mau. Chị ra cái chân bên chị đó. Chân đạp xe máy à con?